vô ra làm liên tục như vậy. Anh Quang cảm xúc cả ngày, buổi sáng anh nhiều cảm xúc quá rồi, giờ anh bắt đầu tuôn ra những cảm xúc buổi sáng ngủ không được đúng không? Mấy giờ dậy? 4:30 dậy rồi. 4:30 dậy hả? Mà cả đêm thời gian gần đây là một ngày anh ngủ chừng 3 tiếng 4 tiếng hồ. Buổi tối mấy giờ ngủ? Ngủ không được 12 giờ, 1 giờ, 2 giờ mới ngủ. Chắc sale hay là làm gì mà không ngủ được? Cái này bị sale sale dần à. Bắt đầu tới giai đoạn chắc sale ngủ không được rồi. Bây giờ cái người yêu nhất chắc chỉ có Binet chứ lại được Lít Ben. Cái suốt ngày cứ lo nghĩ về nó không à.